Tụ tập gây mất trật tự công cộng bị xử phạt thế nào? Mùng 1 Tết vừa qua, gần nhà tôi có một nhóm thanh niên có biểu hiện đã uống rượu, bia, tụ tập đầu ngã ba đường gây mất trật tự. Xin hỏi hành vi gây mất trật tự công cộng bị xử phạt như thế nào? 1. Các mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng. 1.1. Một một, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với các hành vi gây mất trật tự công cộng ở nơi biểu diễn nghệ thuật nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư hoặc ở những nơi công cộng khác, trừ trường hợp quy định tại điểm A khoản 2, điểm B khoản 5 điều 7 nghị định 144-2021 NDCP. Thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng. Để vật nuôi, cây trồng hoặc các vật khác xâm lấn lòng đường, vỉa hè, vườn hoa, sân chơi, đô thị, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, khu đô thị vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vứt rác hoặc bỏ bất cứ vật gì khác lên tường rào và khu vực liền kề với mục tiêu bảo vệ. Chăn, thả gia súc, gia cầm trong chung cư. 1.2. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với các hành vi. Sử dụng rượu, bia, các chất kích thích gây mất trật tự công cộng. Tổ chức, tham gia tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng để động vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức cá nhân khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thả diều bóng bay các loại đồ chơi có thể bay ở khu vực cấm khu vực mục tiêu được bảo vệ sử dụng tàu bay không người lái hoặc phương tiện bay siêu nhẹ chưa được đăng ký cấp phép bay hoặc tổ chức các hoạt động bay khi chưa có giấy phép hoặc đã đăng ký nhưng điều khiển bay không đúng thời gian địa điểm khu vực tọa độ giới hạn cho phép cản trở sách nhiễu gây phiền hà cho người khác khi bốc vác Chuyên trở, giữ hành lý ở chợ, bến tàu, bến xe, sân bay, bến cảng, ga đường sắt và nơi công cộng khác. Đốt và thả đèn trời. Phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường, cột điện hoặc các vị trí khác tại khu vực dân cư, nơi công cộng, khu trung cư, nơi ở của công dân hoặc các công trình khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền. 1.3 Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với các hành vi. Có hành vi khiêu khích trêu gạo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác, trừ trường hợp quy định tại điểm B khoản 2 điều 21 và điều 54 Nghị định 144-2021 NDCP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. Tổ chức, thuê, xúi dục, lôi kéo, dụ dỗ, kích động người khác cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, Tổ chức có thẩm quyền. Gọi điện thoại đến số điện thoại khẩn cấp 111, 113, 114, 115 hoặc đường dây nóng của cơ quan, tổ chức để quấy rối, đe dọa, xúc phạm. 1.4. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với các hành vi tổ chức thuê, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng. Mang theo trong người hoặc tàng trữ, cất giấu các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc các loại công cụ phương tiện khác có khả năng sát thương. Đồ vật, phương tiện giao thông nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác. Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng, tôn giáo để tổ chức, thuê, xúi dục, lôi kéo, dụ dỗ, kích động người khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức. Tổ chức tham gia tập trung đông người trái pháp luật tại cơ quan đảng, cơ quan nhà nước hoặc các địa điểm, khu vực cấm. Đổ, ném chất thải, chất bẩn, hóa chất, gạch, đất, á, cát hoặc vật khác vào nhà ở, nơi ở, vào người, đồ vật, tài sản của người khác, vào trụ sở cơ quan, tổ chức, nơi làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh, mục tiêu, vọng gáp bảo vệ mục tiêu. Vào mục tiêu, vọng gáp bảo vệ mục tiêu trái phép. 1.5, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với các hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc công cụ, đồ vật, phương tiện khác có khả năng sát thương. Quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ địa điểm cấm, khu vực cấm liên quan đến quốc phòng, an ninh. Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Xàm sỡ, quấy rối tình dục. Khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng. 2. Truy cứu trách nhiệm hình sự tội gây dối trật tự công cộng. Tội gây dối trật tự công cộng được quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự với khung hình phạt như sau. Người nào gây dối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây dối trật tự công cộng hoặc đã bị kết án về tội gây dối trật tự công cộng, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Có tổ chức Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng Xúi dục người khác gây dối Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng Tái phạm nguy hiểm